mình. Mình là Sơn Bông Lép đến từ làng Hồ Quốc Cao. Và bên cạnh mình chính là anh Mai Cò Trắng. Và bên cạnh mình đây nữa chính là bạn Thanh ha. Bạn Thanh này ở ở đâu em có thể giới thiệu chứ? Bạn ở Bảo Lộc Lâm Đồng. Bạn xuống chơi và hôm nay bạn muốn battle với anh Trắng. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ có một clip đấu kiếm giữa anh Mai Cò Trắng và bạn Thanh ở Lâm Đồng. Nội dung rất đơn giản các bạn, nó chỉ có 3 bài. Một bài của bạn Thanh là 10 push up, bài của anh Trắng 30 hít đất vào tay, bài của mình là 20 kiếm xà. Thì bạn nào làm xong trước thì người đó sẽ được hào tô phở. Ok. Và cái điều kiện đơn giản các bạn, không có tính form ha, cứ làm được là ok. Rồi mình bắt đầu sau 3 2 go đi. Lên. Mời. Chết, Trắng rồi, bỏ vô hay chết rồi. Cố lên ơi. Up. Chết. Tiếp. Mời bạn bao nhiêu rồi hắn? Lên anh. Mời rồi anh nghỉ tí. Đây là cuối buổi tập nữa bạn, đây là cuối buổi tập. Không, đây là Thanh đang chơi bài sở trường của mình. Rồi 10 phút solo. Anh Trắng 10 phút solo còn lâu lắm, chắc phải 5 phút mới xong các bạn. Rồi chắc 10 phút luôn, chắc anh Trắng ngáo thôi. Cổ tay to lên, đúng rồi, vô đi anh ơi. Tiếp. Rồi anh Trắng thua rồi, anh không phở là đúng rồi. Úp. Rồi sao không nổi rồi, thở xíu ra, tập trung đi, tập trung được hai cái đúng không? Thở tí. À, nếu mà anh mệt quá vỗ tay chứ đi anh. Vỗ tay chứ đi. Em đi nhiêu rồi Thanh? 18. Rồi bán thẳng tay lên nha. Không mà không kẹo. Cố lên anh. Bao nhiêu rồi hơn bạn nhiêu rồi? Nhắn nhiều rồi phải. Hai sáu còn 4 nữa anh. Bạn đã xong 30 cái xà rồi, giờ bạn chỉ còn 20 cái xà nữa à. Chắc bạn hơn anh luôn rồi, cắn lên. Rồi và anh Trắng đã xong phần vỗ tay của mình. Good. Rồi giờ anh còn whistle nữa, giờ sao anh whistle đây? Rồi sao anh whistle? Bạn mang mấy cái xà? 8 cái xà nè hả? 12 cái nữa. 2. Đúng rồi, cố lên anh. Bạn, yes. Nhanh quá bạn, cái này chỉ tầm 3 phút là xong rồi biết kết quả rồi. Đã rồi các bạn ơi. Tiếp anh. Thì mình sẽ nói sơ về cân nặng của bạn Thanh là bạn 52kg và anh Trắng hiện nay là 76kg các bạn. Đã lên anh, cách biệt khoảng 24-25kg. Mấy cái xà phát. Đá lên. Đủ 20 luôn anh. Vô. Ấp. Cái nữa xong luôn. Ok, đó rồi. Rồi coi như bạn Thanh đã xong trước. Rồi, giờ là phần anh Trắng ráng xong đi anh. Cơm thêm của anh á. Anh mấy cái xà rồi. 7 cái nữa đi anh. Yes. Có lẽ là 5 cái nữa. Sau khi hả, anh Trắng xong em thấy sao Thanh? Anh Trắng có cái chân khỏe thôi. Không, anh Trắng chân khỏe lắm. Good. Ráng lần 5 cái luôn. Tập trung. Tiếp luôn. 2 cái nữa anh. Anh Trắng bắt đầu ngáo rồi, anh Trắng đang có triệu chứng bị ngáo rồi. Đá lên. Yes. Ok, cái nữa cho xong mày hả? À. Mày cứ xà còn mít úp chắc thôi để năm sau đi. Ok. Thôi các bạn thấy là Thanh đã giành chiến thắng giống như là ăn trắng nữa bạn. Tại vì nếu mà không cho anh Trắng chơi ăn gian bài trước thì chắc anh cũng chẳng kêu cái sồ xong. Thế nên là lần khi anh Trắng là hãy tiếp tục tập luyện.
anh trắng tên trắng nhưng mà đời bạn đen lắm bạn. Đúng rồi. Đỏ hơi đen qua đi bạn. Hy vọng là các bạn sẽ có động lực tập luyện qua những cái clip vui như vậy. Các bạn ở những clip sau, chúng ta tập luyện luôn tiến bộ, nhìn của người khác. Chào tất cả các bạn. Cảm ơn Thanh đã tới chưa?